khui cả nhà ấy. Khui nha, kịch kịch gì không, kịch kịch nó chạy quá biết bánh nha nè, nè. Vô vô biết cái này là hàng khủng, vô khủng luôn nè, nè thấy không, ôi ôi nè nè ơi bành cà ná không đó nhà thấy không. Rồi xin chào cả nhà, thì cả nhà cho kênh Săn Bắt Vĩnh Long á gửi đến cô dì chú bác và anh chị và các bạn gần xa một ngày á được dồi dào sức khỏe nha. Thì cả nhà ơi, ngày hôm nay á Săn Bắt Vĩnh Long không có đi mà bảy ủa xin lỗi đi hốt bông rừng nha cả nhà. Hôm nay thì làm cái đoạn video này chia sẻ cho cả nhà xem, đó là hôm nay đi đặt bảy cá bóng dừa nha cả nhà. Thì hôm nay á thì mình đây cả nhà ơi, hôm nay mình cũng đem dàn lợp mình nè. Lợp này là lợp mình mua nha cả nhà, mua mà mua của mấy ông anh ông đặt rồi đó, rồi bây giờ ảnh giải nghệ rồi bắt đầu mình mua về mình đi đặt để làm những cái video á up lên cho cả nhà xem nha. Đây, mình hôm nay mình đặt 10 cái nha cả nhà, mình mua 20 cái lần mà hôm nay công chuyện quá bận rồi, rồi cho nên mình đem có 10 cái nha cả nhà, không có nhiều nha cả nhà. Thì nói đầu ngay á, thì mồi cũng đơn giản nha cả nhà, mồi á, thì mồi cua nha cả nhà, đó cua cua đậu mình nè, đó nhà thấy không. Đó, thì mình cứ để vô mình đặt thôi nha cả nhà, để mình làm cái đầu tiên cho cả nhà xem. Đây cua thì mình để vô đây, đó với con ốc nha, nó phá lại vậy đơn giản vậy thôi nha cả nhà. Nó rồi mình cũng để ăn trước bảy con ốc nha cả nhà, cho nó tanh tanh nhử nó vô. Nó rồi đây mình cũng có sử dụng một cái ghim nha cả nhà, cái ghim mình ghim cho nó chắc ăn hơn. Đó thì mình cứ xỏ vô đây thôi, vô không lợp nè, xỏ kỹ kỹ nha cả nhà, để nó sẽ dễ bị hư nang á, nó gãy cái nang lợp mình á, cá nó sẽ ra. Đó, đơn giản vậy ha. Rồi, bắt đầu xuống đặt cái đầu tiên luôn cả nhà ơi, đặt luôn, mình đặt cái này đặt cho cả nhà xem nha, còn mấy cái kia mình đi đặt mình không có không có ấy nha cả nhà, mình không có mà quay nha, mình đặt rồi cái cuối cùng á rồi mình sẽ quay cho cả nhà xem, rồi với hai nữa là tới lúc thời điểm mình đi thăm á rồi mình sẽ cuốn mình quay luôn cho cả nhà xem nha. Đây cả nhà, đơn giản vậy thôi. Đó, đặt hồi bắt đầu tới nước nó ngập á cả nhà, bắt đầu mình sẽ đi dở nha. Rồi để mình đi đặt cả nhà ơi. Rồi cả nhà ơi, bây giờ thì tới thời điểm cũng đặt cái cuối cùng nha cả nhà. Đây nữa 10 cái đặt nãy giờ đó nha cả nhà, hết mồi luôn rồi kìa, còn cái cúng cùi để đặt xuống cái địa điểm này coi sao. Rồi một hồi là mình dở cái này cái cuối luôn nha cả nhà, cũng hên xui chứ cũng chưa biết nữa có hay là không có nữa. Nước chảy quá trời đây không biết làm sao. Đó chìm không cả nhà, đó đâm lá nhìn thấy khủng khiếp không cả nhà, ghê chưa. Đó, cái cúng cùi nha cả nhà, nghe chẳng bụi lùng luôn nè. Đó rồi, để thời gian, để trong thời gian khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ thì mình sẽ quay trở lại cuốn nha cả nhà. Cuốn rồi về nhà chắc có thể là mình đem về nhà mình đổ nha mà không biết có hay là không nữa đây rồi cả nhà ơi, bây giờ thì cũng tới cái thời điểm để đi cuốn mấy cái lợp nha cả nhà. Đây mình chỉ đem cái vỏ thôi nha cả nhà. Đó, bắt đầu xuống cái đầu tiên nè, nãy mình đi nè cả nhà thấy không, cỏ quằn xuống hết trơn luôn, đi lên cỏ này không biết người ta đa la không này nữa để người ta cho bò ăn á cái nè. Hay bò nước cũng chảy qua trời không biết có gì không nè cả nhà, gung 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 luôn kìa. Nãy cái này là cái đầu tiên nè cả nhà, cái nãy mình đặt đó thì nó không ngập cái lợp nha cả nhà, cái gì không có quậy gì hết trơn nè. Khui rồi, nước chảy quá không có luôn cả nhà, cái đầu tiên chất ngoè. Trời ơi trời kỳ vậy ta, nước chảy quá không có cả nhà, ở đây nó im rồi nè,
rồi cái đầu tiên kích hoạt luôn để bắt đầu mình đi cái thứ hai nữa nha. Dài là cái thứ hai luôn cả nhà ơi. Cái đầu gì đâu mà không thấy gì trơn, mấy điểm này im quá trời luôn, im quá mà không có nữa. Cái này không có nữa, xong luôn. Điểm nó im rồi nè, đường mấy cái đường đã không, nhìn thấy rất là hấp dẫn nha, bọc lá thúi rồi này kia rồi lừ hết trơn, nước chảy quá vậy. Không biết có anh nào trước mình không nữa. Rồi nhìn thấy không có dãy vụ hết trơn. À, cái này cũng có lý nè cả nhà, con em một cả nhà ơi, nhảy lăng tăng lắng tắng cả nhà không. Mồi cua mồi xịn luôn đó, mà kiểu này đó. Một em đầu tiên nha. Rồi để bắt đầu đi tiếp nữa nha, đi dở tiếp nữa. À, bữa hổm cũng vậy, mình rặt thử cả nhà không có dính hết trơn. Bữa nay sao cũng kỳ quá. À, vô này cái thứ ba nha cả nhà, hai cái đầu tiên kỳ quá, mấy hai cái này cả nhà. Có sủa luôn, có sủa gần chân luôn, có gì không? Chà cái này có lý cả nhà ơi, có lý, có lý nha. Nè nghe thấy không, ngầu chân luôn cả. Wow. Cái này cũng bộn gạo nha cả nhà. Nè thấy không, đang thù lùi giống luôn đó, đã không? Trời nó phê. Cái thứ ba mới đủ bo nha cả nhà. Quá sướng, quá sướng luôn. Rồi, để đi cuốn tiếp tục nữa nha. Rồi, tiếp tục cái thứ tư cả nhà ơi. Mới qua cái ba cái dính được cũng bồng bộn rồi đó cả nhà. Cái thứ tư không biết sao đây. Như vật lá vậy đấy không. Khui 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 khui. Khui 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 khui. Khui không biết có con gì không đây, khui. Gỗ không? Rồi. Không có một bóng cá luôn. Đường này dở quá nha, mẹ im nè. Vậy mà không có luôn. Chết tự này thất kèo cả nhà ơi. Hôm nay đi cái điểm mà không trúng. Điểm này chất lớp. Để mình lại mình cuốn cái tiếp theo nữa nha cả nhà. Thử cái này nữa có xem sao. Quậy quẹt những chân. Cũng đã. Cuốn khui. Rồi khui luôn. Khui. Khui được con lòng tông. Con lòng tông với con cá bóng. Hết ham thiệt. Thôi kệ mình chia sẻ thực tế cho cả nhà xem mà. Có làm sao thì mình làm vậy thôi chứ mình không có giả dối nha cả nhà. Đó, thấy không? Một cú cá bóng mà một cú lòng tông. Rồi, để mình đi cuốn tiếp nữa nha. Tới cái này nữa, cái cứ thứ sáu cả nhà ơi. Bữa nay mới thất thu rồi. Quá trời mấy con chó kìa. Mấy chú chó. Mấy chú chó. Sủa gần chứ. Có cái gì nước nó chảy xe này cả nhà. Lợp nằm dưới đó. Hui. Có gì không? Trời ơi. Được có hai em rồi cả nhà ơi. Khu này làm như có ai đặt cái gì đó nha. Đúng chưa? Rồi chúng cây cao luôn. Hai chú. Đó, nhảy tan tan chẳng quá. Khu vườn cá cao. Không có cá thì quay tào lao cho cả nhà xem luôn. Đó nè. Khu đường mương im vậy đó mà không có cá ngộ thiệt chứ. Đáng lý mấy cái đường này cá mấy cá khủng mới phải chứ. Rồi, để đi cuốn tiếp nữa nha cả nhà. Rồi, nha cả nhà ơi, bây giờ chỉ còn 4 cái nữa rồi nha. Còn có 4 cái nữa là hết lọt đó. Ngộ bữa nay bị thất thu rồi. Thất thu trầm trọng rồi. Không đủ kinh nghiệm mà để đặt cá bóng rồi cả nhà. Chắc một đi học phá quá. Khui. Khui, nọ. Có lý nè cả nhà ơi. Nó cả nhà thấy không? Hàng khủng không nè.
bốn em hàng khủng. Ô nhà thấy không, không lấy nét ta. Ô nhà thấy chưa, nái 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 không đã không cả nhà. Ui nó phê 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 phê, năm chú lần nghe nha, năm chú lần á thiệt. Phê phê phê, nó ăn cái bụng ốc nóc luôn cả nhà, cái bụng hết thân cái bụng luôn. Đúng rồi, để đi cuốn ba cái tiếp theo nữa cả nhà. Cái này á, vô nhiều không vô là nhiều hay ít là cái này nè cả nhà. Cái này nãy em đặt nhìn thấy đã dữ lắm, phê lý lắm luôn. Bóng cái này một cái mười mấy con này, mười mấy con cái ấm gạo luôn. Thò lội nhảy rồi cả nhà, chấm 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 đó, thò lội, con thò lội nhảy. Khui cái nhà ấy. Khui nha, kịch kịch gì không, kịch kịch nó chậm quá bị vấn nha. Nè vô vô biết cái này là hàng khủng, vô khủng luôn nè, nhà thấy không. Ôi nè nè ơi, bành cà ná không đó, nhà thấy không, lấy nét cái cây đó nha, thấy gì chưa đó. Nó nằm sắp lốp trong luôn nha cả nhà, còn nấy 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 luôn, đã không. Nó phê 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 rồi, còn hai cái nữa nha cả nhà. Cái hàng đẳng, hai cái hàng đẳng có chắc cũng cái này cũng khủng luôn nha cả nhà, dự đoán nha cả nhà. Bởi vì nó chung một đường cống nè, chung một cái đường cống á. Nãy em đặt ngay đâu đây không biết nữa. Như này nè cả nhà, cái này còn cái nữa, cũng một cái là đặt được mấy anh đó cả nhà, cái chân sòng nước đổ bánh á, nhiều lắm. Cái này cũng cái nó cả, cái này mê 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 cái này nè cả nhà thấy không, nước bập dừa nè. Cái này không biết làm sao đây, ôi cái này cũng được nè cả nhà. Đó. Quá đã nha nha, 4-5 con gì nè. Mà nó hơi nhỏ nha cả nhà. Có con chú bóng nái. Phê phê phê, có con chú bóng nái. Quá đã. Còn nái. Rồi, để mình đi cứu con cái nữa cả nhà, còn cái cuối cùng nữa đó. Vậy chưa, cái này cái cuối cùng nha cả nhà, hết 9 cái rồi nè, mình 10 cái 10 cây này nè cả nhà, hết 2 4 6 8 9 cái, 9 cái là 9 cây đó cả nhà. Còn cái này là cái cuối cùng, nước chảy quá chắc không dính quá, hay chân bụi lùng luôn nè cả nhà. Cái cuối cùng này coi xem sao, thành quả gì không đây. Gỗ không? Cũng được cả nhà, có lý nè. Con bự bự không, ít mà bự không à, ít mà bự nữa nha. Chưa, ù vô nó ăn cái bụng ốc nóc mà no luôn. Kệ đi, vậy đi là cũng im nghe nha. Nó sướng sướng chưa. Rồi nha, bây giờ mình để mình soạn ba cái lọp rồi, để nghiêm túc rồi bắt đầu mình sẽ trở về nhà, mình đổ những chú có bóng trong lợp ra cho cả nhà xem nha. Rồi, bây giờ mình đổ mấy con cái ra cả nhà. Hôm nay cũng hơi bị thất thu. Nó có bóng mạnh mạnh thôi nè cả nhà. Thấy không? Ít mà nó bự, nó cái bụng trăng bang luôn, nó ăn cái bụng trăng bang luôn. Phải vô nhiều nó đâu có được ăn được như vậy. Cái mấy cái đường này đó nó làm như là ai đặt cái gì con nè cả nhà. Trời ơi, trời có bóng. Cỡ con cá lóc, lóc cọt luôn nha cả nhà nè. Nó cái đó đó, qua tài phải vô được không như vậy đã, không có được nhiều không nha cả nhà. Mình lấy cái thố nhỏ nhỏ này mà đặt nó nhiều đó là mình kho khô một cái là chục tới luôn mà. Chục cái à, hai giả hai cái đầu tiên chất ngoặt kỳ, không biết cái đường im hết sức.
đường con xuống công chị tắm muốn không? Không, đường nó ngút đặt hết trơn rồi. Cái đó đó, cái đó cũng có ly đó. Ừ. Đó. Quay hồi tôi giống quỷ đi. Cái đó không có đó. Hai cái đầu tiên có không? Đổ cua để họ cho mấy con cá ăn. Đừng đổ ở ngoài. Có không? Có một con. Ừ. Một con. Đổ ra hết luôn. Đặt nó mấy cái đường cống lớn mới có, đường cống lạng quá không có. Ở đâu không có luôn phải không? Không có rồi. 2 4 6 8 9 cái đó. Mấy con? Hai con. Thất thu cả nhà ơi. Thất thu à. Còn cái một phải không? Còn cái gì nữa? Trời ơi. Cái đó mới giữ đó cả nhà. 4 con. Thấy không? Quá đã. Rồi, thành quả 10 cái nhiêu đây nha cả nhà. Nè. Bóng nái không nha, hôm nay chúng có bóng nái không à. Bóng cạnh cạnh không nè cả nhà. Bóng này tôi để gọng ra ăn cái mấy ông đã kìa. Cái bóng này khô khô một cái là tới luôn. Khô nó bên chùa thấy nó khô khô nó bên chùa. Đó, thấy chưa? Quá ngon nha cả nhà. Rồi, thành quả thì 10 cái ngày hôm nay cũng được như đây nha cả nhà. À, cả nhà ơi, bây giờ thì cả nhà cũng cho kênh Săn Bắt Vĩnh Long xin kết thúc cái đoạn video này nha. À, nếu mà cả nhà thích những cái đoạn video này thì cả nhà vô bình luận, vô comment á, đặng cho kênh Săn Bắt để đi đặt cá bóng và đặt lờ và đặt những mấy cái vớn đồ này kia rồi chia sẻ qua cảnh đi săn bắt ở miền Tây về cho cả nhà xem nha. Nếu cả nhà có thích thì cho xin một like nha. Rồi nha, chào tạm biệt cả nhà luôn. Hẹn cả nhà những cái video đi lấy mật ong gừng và đi săn bắt những con này con cưa tiếp theo nha.